chúng ta không thoát chết để mà bỏ cuộc đâu Rina. Nữ thần đã cứu chúng ta để chúng ta có thể dạy cho Tha Cơ một bài học. Tao đã đẩy tất cả đối thủ của mình đi xa rồi, đến nỗi chúng không bao giờ có thể quay lại, dù có xảy ra thế nào đi nữa. Nhưng mà có một điều khiến tao luôn hối hận. Tao hối hận vì không thể thân mật với Naina trước khi mà tao giết chết nó. Ta cảm thấy tiếc. Bà Vita hoàn toàn đúng đó Rina. Tôi có thể hiểu rằng sẽ rất khó để mà anh có thể trừng phạt ba anh. Nhưng mà Rina, chúng ta phải chiến đấu vì sự thật. Chúng ta sẽ phải đánh bại cái ác và các thế lực tà ác. Cho nên chúng ta cần phải bình tĩnh để vạch ra kế hoạch của mình. Theo Thánh Gita, thần Rishna đã nói với Arjun rằng bằng cách từ chối đấu tranh cho sự thật, Ngài đang trốn tránh nhiệm vụ của mình. Ngài nói rằng trốn tránh nhiệm vụ của mình là điều tồi tệ nhất mà một người có thể làm. Đó chính là tội lỗi lớn nhất. Rishna, con sẽ phải chiến đấu chống lại ba con, dù con có muốn hay là không. Con chắc chắn phải làm điều đó. Anh làm cha kiểu gì vậy hả? Anh không ngần ngại giết chết con trai của mình. Anh đúng là một người đàn ông ghê tởm. Chỉ để giết bốn đứa nó, tao đã phải đốt dinh thự của tao rồi. Nhưng mà chiếc đèn này cũng đủ để giết chết mày rồi, mày hiểu chưa? Mày có biết gì không, tao đã rất cân nhắc để mà giết chết mày. Nhưng mà tao nhận ra rằng giết mày chẳng khác nào tao tự đào mồ mà chôn mình. Bởi vì mày là người duy nhất có thể chứng minh tao vô tội trước mặt dân làng. Mày chính là người vợ yêu dấu của tao. Mày sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là vợ tao chứ. Mày sẽ không thể nào giúp chồng của mày hả? Cứ làm như lời của tao nói đi. Mày sẽ phải giúp tao lấy lại danh dự trước dân làng này. Mày hãy làm như lời tao nói. Nếu như tôi từ chối như lời anh nói thì sao? Ba tôi là một con quỷ. Ông ta không ngần ngại phản bội mẹ tôi. Ông ta đã hủy hoại cuộc đời của nhiều người phụ nữ trong ngôi làng này. Bây giờ con sẽ làm điều đúng đắn, dù cho có chuyện gì xảy ra. Mọi người muốn gì? Mọi người muốn nhìn thấy hình ảnh người mẹ thân yêu của mình được treo giữa bức ảnh của những người đã khuất trên bức tường này không? Ta muốn mày hãy hỏa táng thi thể của bốn người. Hãy làm ngay đi.
Sweetna, con sẽ trừng phạt kẻ độc ác đó vì tội lỗi của hắn đã gây ra. Từ ngày hôm nay, ba của con đã chết rồi. Nhưng chúng ta sẽ phải hành động vô cùng cẩn thận. Cà cờ đã trở nên không lo lắng rồi. Ông ta nghĩ rằng tất cả kẻ thù của ông ta đã chết. Nhưng mà trước hết, chúng ta phải tìm ra Tha Cơ đang ở đâu và ông ta định làm gì tiếp theo. Đúng vậy, chúng ta cần phải tìm ra Tha Cơ giam giữ Chucky, Jimmy và Chubuli. Tha Cơ đã nghĩ rằng tất cả chúng ta đã chết, và ta chắc chắn rằng ông ta cũng muốn loại bỏ tất cả bọn họ. Tại sao mọi người không báo cảnh sát chứ? Kể từ khi Naina cứu tôi, cảnh sát trong làng đã hoạt động rất là tích cực. Nhưng mà cảnh sát đã thông đồng với Tha Cơ. Đúng vậy, nếu Tha Cơ biết chúng ta ở đây, hắn sẽ không mất nhiều thời gian để mà giết chúng ta. Phải Naina, chúng ta sẽ phải thực hiện bước đi tiếp theo sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng chúng ta sẽ phải bước ra khỏi đây để tìm Tha Cơ. Người của hắn sẽ nhận ra chúng ta ngay khi họ nhìn thấy chúng ta. Chúng ta ngụy trang bằng cách nào đây? Để đó cho tôi. Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày không tìm thấy xác của chúng nó ở đó sao? Không thưa ông, nghĩa là bọn nó đã trốn thoát rồi hả? Ta đã đốt cháy toàn bộ cung điện của mình, nhưng bọn nó lại trốn thoát được. Nhanh, hãy đi tìm chúng bằng mọi giá. Và nhớ, Tutsi, không nên biết rằng tất cả bọn họ đều còn sống. Dạ thưa ông, đi đi. Chúng ta không thể đi cùng nhau được đâu. Chúng ta phải tách nhau ra. Hãy để mắt tới người của Tha Cơ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ Kanzari vào buổi chiều. Thank you.
Anh ta chính là trợ lý chủ chốt của Tucker. Mình sẽ đi theo anh ta. Mình làm gì bây giờ chứ? Mình nên vào trong kiểu gì đây? Sao mình biết được Tucker có ở bên trong hay không? Người của chúng ta đóng quân khắp làng, thưa ông. Nếu bốn người họ ở trong làng thì đến tối sẽ tìm thấy họ. Ông chỉ cần cho chúng tôi biết phải làm gì với Chucky, dì và Simbi, để bọn chúng sống cho đến khi chúng ta tìm thấy xác của bốn đứa kia. Chúng ta có thể cần bọn chúng bất cứ lúc nào. Vậy là Chucky, dì và Simbi vẫn còn sống. Nhưng mà ông ta đang giam giữ họ ở đâu? Trong vài giờ nữa thôi, chúng mày sẽ ở trong trạng thái tương tự. Khoảnh khắc mà họ tìm thấy thi thể của Naina, Bavitra, Shidna và mẹ của Chucky, thì mày sẽ rớt khỏi cuộn dây phàm trần này thôi. Điều tuyệt vời nhất là Chucky, dì và Simbi vẫn còn sống. Cảm ơn thần linh là họ còn sống. Nhưng mà Tucker không đáng tin. Ông ta có thể làm hại họ bất cứ lúc nào. Không, ông ta sẽ không bao giờ làm vậy. Đó là bởi vì ông ta vẫn chưa tìm thấy xác của chúng ta. Ông ta sẽ không làm hại ai cả. Nhưng mà điều đó có nghĩa là anh ta sẽ không đến chỗ Chucky cho đến khi tìm thấy xác của chúng ta. Sao chúng ta biết được ba người họ ở đâu chứ? Bây giờ làm sao mà tìm được, đúng không nào? Anh có một ý tưởng. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến đấu trong trận chiến này, bất kể cảnh sát có hỗ trợ chúng ta hay không. Chúng ta chắc chắn sẽ cứu được những người thân yêu của mình khỏi con quỷ đó. Chúng ta chắc chắn sẽ trừng phạt kẻ ác vì tội lỗi của hắn. Tucker sẽ không thể nào trốn thoát được. Ông ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
tại sao mấy khung hình lại dở chứ? Chắc là gió thổi mà thôi. Ai đó? Ai? Tao sẽ không tha cho mày. Ai đó? Lộ diện đi. Ai? Ai đó? Ai đó? Tao sẽ bắn mày. Lộ diện đi. Ai vậy? Lộ diện đi nếu mày dám. Tao sẽ bắn mày đó. Chắc chắn là có ai đó trong biệt thự của mình. Ai đó? Banshee. Sao ông lại sốc như vậy hả, Thaker? Ông nghĩ rằng tôi sẽ không quay trở lại để trả thù sau khi ông giết chết tôi sao? Tôi sẽ không tha cho ông đâu, Thaker. Mày làm cho tao sợ đó. Mày nghĩ rằng mày có thể dọa tao bằng cách giả vờ một con ma sao? Tao biết rằng mày đã thoát khỏi đám cháy. Tao biết rằng mày còn sống. Nhưng mà mày sẽ không sống được lâu đâu. Bây giờ mày sẽ chết dưới tay tao một lần nữa.
không? Im lặng. Mày xong đời rồi, Dinah.